Điều kiện thời tiết cứ rơi chẳng khác nào là cầu thủ thứ 12 của Uzbekistan. Toàn dân xuống đường phố đi bộ Nguyễn Huệ nha các bạn, không có sự nhúc nhích nào, tại vì thằng nào trong có đứng im mới đứng đi ra nữa. Mắt có lét là đứng cứng ngắc nó luôn, ráng chờ đi, trận này còn lâu giờ lắm, chưa kể đá hiệp phụ này nọ nữa, giờ thì cào tuyết rồi nữa. Thông báo thì hiệp hai sẽ bắt đầu với bước chân 16:50 giờ Việt Nam. Không thể nhờ đến đó có thể mà tốt cho